mời quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Hồng VTV. Sau đây sẽ là phần tin Việt Nam. Việt Nam xuất cảnh giày dép đứng hàng thứ hai trên thế giới. Thưa quý vị, theo thông tin từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, hết năm 2023, xuất cảnh mặt hàng giày dép mang về hơn 20.2 tỷ đô la, giảm 15.3% so với năm 2022. Như vậy, 26 năm liên tiếp tính từ năm 1998, giày dép xuất cảng luôn nằm trong câu lạc bộ tỷ đô và nằm trong nhóm có kim ngạch cao. Sản lượng xuất cảng giày dép của Việt Nam chỉ đứng sau thị trường Trung Cộng. Năm 2020, Việt Nam là nước xuất cảng giày vải lớn nhất thế giới về giá trị vượt xa Trung Cộng hiện Việt Nam đang xếp thứ hai thế giới về xuất cảng giày dép với lượng xuất cảng ước tính chiếm 10% của thế giới và có mặt ở 150 thị trường như Hoa Kỳ, Liên Hiệp Âu Châu, Hoa Lục, Nhật Bản, Anh Quốc. Hoa Kỳ, Trung Cộng và Bỉ là ba thị trường lớn nhất của giày dép Việt Nam. Trong năm 2023, Hoa Kỳ đã chi hơn 7.1 tỷ đô la nhập cảng giày dép từ Việt Nam, Tiếp đến là Trung Cộng với trị giá xuất cảng sang nước láng giềng đạt 1.8 tỷ đô la. Đứng thứ ba là thị trường Mỹ với hơn 1.2 tỷ đô la. Việt Nam nó đã thu hồi được tài sản tham nhũng cao nhất từ trước tới nay. Ngày 30 tháng 1, Bộ Tư pháp cho biết Việt Nam đã thu hồi 20.000 tỷ đồng. Tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng kinh tế trong năm 2023. Tòa Dân Trí dẫn lời một đại diện của bộ này nói rằng tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức, hệ thống thi hành án dân sự đã tiếp tục được kiện toàn. Ngày càng hoạt động hiệu quả, hiệu lực, chuyên nghiệp. Đại diện này được dẫn lời nói thêm rằng là mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thì số việc và số tiền thụ lý thi hành đều tăng. Nhưng kết quả thi hành án của năm ngoái đã cao nhất từ trước đến nay với hơn 575.000 vụ việc. Theo dân trí, hơn 89.000 tỷ đồng, trong đó trên 20.000 tỷ đồng đã bị thu từ tài sản bị chiếm đoạt. Thất thoát trong các vụ án tham nhũng kinh tế gần 4.500 tỷ so với năm 2022. Trong năm 2023, thì Việt Nam đưa ra xét xử một số vụ đề án tham nhũng, trong đó có tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan. Đây được xem là vụ tham nhũng lớn nhất trong lịch sử Việt Nam với số tiền mà bà Lan bị cáo buộc tham ô bằng cách rút ruột từ ngân hàng SCB là 304.000 tỷ đồng, tương đương 3% GDP của Việt Nam. Bộ Tư pháp không cho biết họ đã thu hồi được bao nhiêu tài sản từ vụ tham nhũng này. Tuy nhiên, Bộ Công an hồi tháng 11 năm ngoái được VN Express trích dẫn, nói rằng cơ quan điều tra đã thu hồi nhiều ngàn tỷ đồng, hàng chục triệu đô la, kê biên 1.237 bất động sản và một lượng lớn cổ phần cùng tài sản khác để khắc phục hậu quả vụ án. Động thổ nhà máy sản xuất linh kiện máy bay Boeing ở Đà Nẵng Thưa quý vị, nhà máy sản xuất linh kiện hàng không, đặc biệt gia công, lắp ráp các bộ phận của các dòng máy bay Boeing 787, Boeing 737 MAX đã được khởi công xây dựng tại khu công nghệ cao Đà Nẵng. Chiều ngày 30 tháng 1, Lễ động thổ nhà máy sản xuất linh kiện hàng không KP Vina đã được tổ chức tại khu công nghệ cao Đà Nẵng. Dự án do công ty KP Aerospace Việt Nam triển khai đầu tư. Trước đó vài ngày, Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghệ Đà Nẵng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư KB Aero Industries Nam Hàn để đầu tư dự án nhà máy linh kiện hàng không KP Vina. Dự án có tổng số vốn đầu tư là 20 triệu đô la, diện tích xây dựng khoảng 2 hecta. Nhà máy sẽ là nơi sản xuất, gia công và lắp ráp các bộ phận của máy bay, bao gồm cửa, động cơ phụ, đầu MIC, hộp cánh Wingbox, cánh lượng Winglet và hỗ trợ cánh tả của các dòng máy bay Boeing 787, Boeing 737 MAX. Dự án sẽ hoàn thành, bắt đầu hoạt động trong năm 2024. Đây là dự án thứ hai trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, đầu tư vào khu công nghệ cao Đà Nẵng. Việt Nam và Trung cộng sẽ nối rây đường sắt từ năm 2025. Cục đường sắt thuộc Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Cục đường sắt quốc gia Trung cộng đang làm việc với nhau để thống nhất điểm nối, đường ray đường sắt khổ tiêu chuẩn 1435m giữa hai nước tại Lào Cai từ 2025. Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin vào hôm 29 tháng 1 có dẫn nguồn tin từ cục đường sắt Việt Nam nêu rõ là hai phía sẽ thúc đẩy việc xây dựng thỏa thuận liên chính phủ về phương án điểm nối ray đường sắt khổ tiêu chuẩn giữa ga Lào Cai Việt Nam và ga Hà Khẩu Bắc Trung Cộng Dự án nối đấu nối ray như vừa nêu thì được đề xuất đầu tư giai đoạn 2021 đến 2025, tổng mức đầu tư dự án hơn 2.206 tỷ đồng. Theo đó sẽ xây dựng đường sắt khổ 1m và 1m rưỡi với điểm đầu ga tại Lào Cai trên tuyến đường sắt khổ 1m hiện có của Việt Nam và điểm cuối là trung điểm của cầu Hồ Kiều bên Hoa Lục chiều dài 2.85 km. Cục Đường sắt Việt Nam cũng cho biết hai phía đã trao đổi nội dung nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn 1m rưỡi Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và lập quy hoạch với các tuyến đường sắt Đồng Đăng, Hà Nội, Móng Cái, Hạ Long, Hải Phòng. Hai phía cũng sẽ trao đổi việc phối hợp sửa đổi Hiệp định Đường sắt Biên giới Việt-Trung thay cho Hiệp định Đường sắt năm 1992 mà do bên Bộ Giao thông Vận tải và Bưu điện Việt Nam ký với Bộ Đường sắt Trung Cộng. Bí thư tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận bị khai trừ đảng Thưa quý vị, ông Trần Đức Quận, 57 tuổi, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng, bị ban chấp hành trung ương khai trừ đảng quyết định áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất trong đảng với ông quận được trung ương đưa ra tại hội nghị bất thường sáng ngày 31 tháng 1. Một tuần trước, ông Trần Đức Quận bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an CO3 bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ. Cơ quan chức năng cáo buộc ông Quận có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến dự án Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng, gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Liên quan đến siêu dự án này, trước ông quận, cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu CO3 đã bắt ông Trần Văn Hiệp, chủ tịch tỉnh Lâm Đồng, Nguyễn Ngọc Ánh, chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng với cáo buộc nhận hối lộ Bà Trần Bích Ngọc, vụ trưởng theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vụ thứ nhất của văn phòng chính phủ, bị khởi tố với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh có quy mô hơn 3.595 hectare trong đó diện tích thuê rừng là 1.050 hecta với tổng số vốn đầu tư là 25.243 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện từ năm 2010 cho đến năm 2018. Đến nay, dự án chỉ xây dựng được vài công trình tạm để rừng bị phá, lấn chiếm hàng trăm hecta Kính thưa quý vị, tin Việt Nam tiếp theo sau đây nói về Mua vé Vietjet lên máy bay Thủ Nhĩ Kỳ Dù mua vé bay Tết nội địa, nhiều khách hàng bất ngờ khi được lên máy bay của các hãng bay nước ngoài với tiếp viên là người nước ngoài, chứ không phải là máy bay của các hãng bay nội địa với tiếp viên người Việt Nam. Cụ thể, trên chuyến bay VJ641 từ Đà Nẵng đi thành phố Sài Gòn ngày 27 tháng 1 vừa qua, anh Nguyễn Quang khá bất ngờ khi được máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ vận chuyển dù anh mua vé Vietjet. Trước đó, các khâu thủ tục từ check-in đến ra cửa máy bay như ngày thường. Đến khi được xe buýt chở ra sân đậu, chuẩn bị lên máy bay, anh Quang mới nhận ra có sự khác biệt. Thay vì máy bay màu đỏ với logo thương hiệu Vietjet, chuyến bay VJ641 lại là máy bay màu trắng của hãng Free Brit Airlines. Anh quan cho biết có nhiều người đi trong chuyến bay bất ngờ tưởng đi nhầm chuyến. Không riêng anh Quang, nhiều hành khách cũng khá bất ngờ khi mua vé của hãng bay Việt nhưng được đưa lên máy bay của các hãng nước ngoài. Đây là những máy bay được các hãng hàng không thuê ước, tức là thuê trọn gói cả máy bay, quyền khai thác lẫn phi hành đoàn. Theo thống kê, Việt Nam Airlines và Vietjet đều thuê bốn máy bay A320, Bamboo Airways thuê 2 chiếc và Pacific Airlines thuê 3 chiếc theo hình thức thuê ước để đáp ứng với nhu cầu đi lại của người dân trong dịp cao điểm Tết này. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức của ngày hôm nay của Vị TV với Trương Minh và Quỳnh Anh. Xin được ngại mến chào quý vị.